Thôi ơ em phía tao đi chăn đây. bò cầm cây roi thật to, bò không đi ta lấy cái cây ta chọc đứt bò, bò đó chạy chạy chạy. Đi chăn bò cầm cây roi thật to, bò không đi ta đánh cái đánh ta đá tao nhắc ai nhiều chửi vô mặt con bò. Ta đánh cái đánh ta đá tao nhắc ai nhiều ta đánh cái đánh ta đá tao nhắc ai nhiều chửi vô mặt con bò. Ta đánh cái đánh ta đá tao nhắc ai nhiều chửi vô mặt con bò, bò nó nằm im luôn. Shopzogame.com khai trương giảm giá tất cả các nick liên quân và thử vận may nhận nick VIP, cam kết nick rẻ nhất trên thế giới. Mẹ vô. Này, hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình lại nghĩ ra một cái ý tưởng khắm bựa khi mà mình đang vào trận thì bị pick tranh rồi anh em ơi. Đó thì mình sẽ cầm con Toro này giá FK nha anh em ơi. Lâu rồi chưa làm video giá FK anh em nhỉ? Anh em có thấy hào hứng không ạ? Ok. Thế anh em nào thấy hào hứng thì cho một like đi nào. Nhanh lên. Rồi. Đây là chào đã. FK đưa vợ bơi. Sorry anh em. Vẫn heo vợ color. Rồi. Kẻ bạn vợ color thì mình cứ FK thôi. Nhỉ? Đó thì tính là mình sẽ chạy theo con Zephyr nha anh em. Tại vì nó là cái thằng mà khốn nạn anh em ạ. Nó cướp rừng của mình. Ok. Thì tí nữa mình sẽ đi theo phá nó cho nó ức chế chơi anh em ơi. Ngủ người. Rồi. Từ từ. Rồi. Bắt đầu đi lên đi theo đít Zephyr này em ơi. Làm gì? Đây rồi. Hello baby. Hello. Rồi. Bơi cờ gì 11 giờ đêm. Ok anh em ơi, bây giờ cũng 11 giờ đêm rồi nên là mình cố tình tác như vậy để cho các bạn tương tác lại cho một phê anh em ơi. Rồi biến về ạ, con tao cũng biến về này. Ôi trời ơi, thôi xong rồi. Có chiến cơm đầu cho các bạn rồi. Ngủ ngươi. Thôi, ơ em phía tại gì đi chăn bò, cầm cây roi thật to, bò không đi ta lấy cái cây ta chọc đứt bò, bò đó chạy chạy chạy. Đi chăn bò cầm cây roi thật to, bò không đi ta đánh cái đánh ta đá tao nhắc ai nhiều chửi vô mặt con bò. Ta đánh cái đánh ta đá tao nhắc ai nhiều ta đánh cái đánh ta đá tao nhắc ai nhiều mày. Bò không đi ta đánh cái đánh ta đá tao nhắc ai nhiều chửi vô mặt con bò, bò nó nằm im luôn. Mình và cái kết anh em ơi. Trời ơi, thế là thành mình lại là thằng dắt bị dắt mũi anh em ơi. Thế là nó thành đi chăn bò mà mình đánh con bò. Trời ơi anh em ơi. Ngu hết cả người. Rồi thì ok. Đã lỡ bị nó chăn rồi thì mình cứ đi theo đít cho tôi nhờ anh em nha. Rồi, không sao hết. Chư mày, mình nhớ mặt mày cho thằng David nhá. Nó bảo đi chăn bò anh em ơi. Đù. Thì ok, mày được lắm, ông bảo ăn hết rừng của mày nhá, thằng Zephyr nhá, mày nhớ mặt tao nhá. Chị sư đó anh em ạ. Mình đi chôn nó thành nha, bây giờ nó rát mũi mình. Ngu người. Trời ơi, gặp thánh lầy vào cái kết rồi anh em ơi. Úi giời ơi, giết người. Giết người nào. Úi giời ơi, đóng băng rồi. Chúng cứ để anh. Úi giời ơi. Tao đi theo mày mà để tao đánh mày. Bạn heo AFK thật à. Thì chả AFK thật thì sao bạn ơi. Trời ơi. Vâng cái lời nó AFK thật anh em ạ. Không biết là ông này thật hay giả vờ. Nhưng mà nó đang trêu lại mình anh em ơi. Nó đang rắt mũi mình đây này. Bố khỉ thằng này cáo già phết đấy. Thằng Zephyr này gắt phết đấy anh em ạ. Trời ơi. Má biết thế đánh con khác, đánh con bò vào thành nó đi dắt mũi mình. Ý trời ơi, nó đi chăn bò. Ngu người. Tao đang chăn bò bãi xoài bây giờ ơi. Ngu rồi anh em ơi. Đáng đâu cầm bò và cho nó chăn ạ. Đấy, ai ngu như mình chưa. Rồi ok. Rồi đã lỡ rồi thì lỡ cho anh em ạ. Mình cứ đi ăn bùa hết bùa của nó luôn này anh em ơi. Mày này bưởi.
Trời ơi, chạy đi đâu con sâu này? Chết đấy. Ui dồi ôi, thôi, chết rồi ca rồi, em đi về. Em đi theo anh Zephyr. Ui dồi ôi, Zephyr đâu ra đây đánh nhau em? Trời ơi, máu chiến rồi anh em ơi. Đi theo Zephyr mà Zephyr nó chạy mình lại lao vào đánh. Rồi, ngu người. Ê. Nào ông biến về, làm gì? Trời, ui dồi ôi, tự nhiên lại không biến về nữa, định lừa tao à? Trời ơi, tao cầm bò nhưng mà tao không nhu như bò nha mày. Rồi, con việc là ngu người quá đi. Má bị thằng này nó chăn anh em ơi. Ngu người, ê, nhầm sọt. Quen tay anh em ạ, quen tay ạ. Rồi, đây là ngu người. Quen tay hết tiết, bấm biến về trước cả thằng kia mình đi theo anh em ơi. Ngu người. Định làm gì nữa anh em nhỉ? Trời ơi. Thỉnh thoảng chọt ít con bò thấy vui. Đại vui, trời ơi. Trời ơi, bố thanh niên. À, thanh niên này nghe cái bài gì hôm mới hot, đang hot chứ đi chăn bò đấy thì phải anh em ơi. Mình nghe thấy quen anh em ạ. À, mày bưởi. Mày phát này tao vào ăn bùa của mày thằng khỉ này. Giết luôn. Ăn tiếp anh em ạ, phát này mình cai hết bùa đó tiếp. Ê, lúc nãy mình ăn rồi, bây giờ mình làm cái nữa nhỉ? Bây giờ ơi, hàng về, em tin à? Đây, ngon đấy. Được đấy. Ok, Zephyr cay của ông. Rồi ăn mất con bùa đấy mà, thanh niên không cay à? Gì ai? Đừng nhìn mà cha lọ. Úi dồi ôi. BKL, AFK cái ép hết bùa. Ê, AFK mà, em đâu có tội tình gì đâu, nhỉ? Thôi nhìn mày quê tao đầy. Ngu người. Rồi. Đấy, AFK mẹ kinh như thật anh em ạ. Không điều thuyền không đánh trúng con nào anh em ơi. Ngu người. Được rồi. Ôi thằng kia canh à, cắt đấy. Ý từ từ thôi, van đi mất tiêu rồi. Giết luôn mày bưởi, chơi luôn. Chúng mày định làm gì hả? Mày giết người luôn. Ôi dồi ôi, ăn được một mạng rồi anh em ơi. AFK thế thì ai chả muốn AFK anh em ơi. Ôi dồi ôi, chết tay rồi. Vừa cờ 4 đánh 5. Văn nhau. Tuyệt vời anh em ơi. Trời ơi. Tuy gặp thắng lầy nhưng mà trận này khá là vui anh em ạ. Anh em thấy trận này nó vui nhọn không? Vui nhọn thì để lại cho mình một like và đăng ký kênh nha. Một comment xuống bên dưới nha anh em. Nhớ để lại một comment hoặc một dấu chấm. Ok. AFK mà KS ghê vậy. Thằng chăn bò này. À không. Chết thật. Cứ nhận nó là thằng chăn bò để mình lại là con bò à. Ngủ thế. Rồi. Đi mày. Ở nhà làm gì mày ơi. Ơ. Không đi à mày ơi. Đi chăn bò cầm cây rồi tật. Trời ơi lại đi chăn bò rồi. Trời ơi ta chọc đứt bò rồi hết chạy lên. Đi chăn bò cầm cây rồi tật to. Bò không đi ta đánh ta đánh ta đá. Tôi chết ta nhiều. Tôi chửi vô mặt con bò. Ta đánh ta đá. Tôi chết ta nhiều. Ta đánh ta đánh ta đá. Tôi chết ta nhiều. Kẹo em hoài. Bò không đi ta đánh ta đánh ta đá. Tôi chết ta nhiều. Tôi chửi vô mặt con bò. Bản này là mình là ngu như bò rồi anh em ơi. Ở đây mình vào bị thằng này nó dắt như một con bò thật sự rồi. Nó đi chăn bò thật rồi anh em ơi. Ngu hết cả người. Nhưng mà bò này là bò ăn thịt nha, không phải bò ăn cỏ anh em ơi. Quá là gắt. Trời ơi, ui trời ơi. Làm gì không có chạy trâu chăn bò anh em ơi. Cái lời mời con bò. Trời ơi, mình ăn hết bùa xanh của thằng Zephyr luôn anh em ạ. Gắt chưa? Ba cái bùa xanh rồi. Ba cái bùa xanh rồi anh em ơi. Thế biết nó cay ấy. Nó cay. Ê, cái bùa nào hoài vậy? Trời ơi, tao cãi AFK mà mày nói chuyện với ai đấy thằng kia. Ngu người. Trời. Úi trời ơi. Có thể thằng bò này nó biết mình không AFK hay sao ạ? Gì đây? Nó AFK mày nói cờ gì lắm. Gặp đấy. Đó, văn heo nó như văn heo ấy, nó mới khôn như. Ê, ngu người. Ê trời ơi, mày chạy đi đâu mà lâu sâu này. Ê, giết nó đi kìa, hết máu kìa Zephyr. Trời ơi, nhìn thấy hết máu không đánh được Zephyr nữa, nó không đi đánh anh em ơi. Úi dồi ôi, giết rồi. À, thằng này để ăn mảnh à, mày được.
Rồi ok anh em ơi, cái trận đấu này mà nó vui, nó dị vãi thoại anh em ơi. Mẹ nó bị thằng này lần đầu tiên mình đi chôn mà bị nó dắt dắt mũi lại anh em ơi. Quá là khắm lợ. Rồi vứt luôn. Mày làm gì? Dị luôn. Ôi giời, thôi chạy. Thằng nào có mạng thằng ấy chạy. Ôi trời ơi, quay lại sờ mông nó làm gì, để nó đánh cho què tay rồi. Ngu ngươi. Thôi chạy đi lên phết rồi. Bạn là tia hy vọng của tem. Bạn đang đi rất bò thì bạn đừng có chết nhá. Ôi giời ơi, chết nốt thằng mít rồi. Con Zuka với thiên nhiên chăn bò. 4 đánh 5 GG đi. Làm gì bạn ơi, 4 đánh 5 mà chẳng win à. Trời ơi, ngu ngươi. Rồi VGL bò. Ơ ông nào đánh bấn VG đấy, ông Van Heo bấn VG phải không? Yesu ông Van Heo nữa. Thì GG thật dạ, vãi xoài. Trời ơi. Trời ơi, ta đi hiện 5 phiếu này, trời ơi. Mình đang AFK mà. Ông kêu ông đấm bấm VG làm gì chơi. Úi giời ơi. Bò không AFK vì có 5 phiếu rồi. Mít nó nhận ra rồi anh em ơi. Mít nó nhận ra rồi. Ui dồi ôi, mày chết không chết. Ngu ngươi. Tự phát là chết thì sẽ toi mạng đấy. Thì toi luôn cái tem mày đấy. Rồi đứng đây đợi xe phít hồi sinh thôi anh em ơi. Bố khỉ. Kệ nó nhận ra thì cũng kệ thôi. Bây giờ thì làm gì được, mình cứ đợi xe phít ra, mình chạy theo xe phít thôi đấy. Mấy bạn làm gì mình nhé. Quá khắm lọ này anh em ơi. Thế nào, tao nói đúng không? Ê, đúng đấy chú kệ bạn. Anh Jeffit bò bên tao AFK rồi, trời ơi ông Jeffit. Ông khẻ đó đùa mình à. Chắc không đọc thì cái của con Rao Leo nó chát hay sao anh em ạ. Ở bên kia không có rừng. Thì đó cũng là một cái lý do để mình mẹ vác mình chôn con Jeffit này đó anh em ơi, chết đấy. Đó thì con thằng Jeffit này nó cấp rừng xong nó lại mang sau nó lại mang bộc phá anh em ạ. Bố khỉ thằng Jeffit luôn. Trời ơi, thế mình mới đi chôn nó kiểu đấy chứ, thế mình ăn mất ba bữa xanh anh em ạ. Quá gắt luôn đi mà. Ok thì chắc là mình kết thúc video tại đây rồi anh em ơi. Cảm ơn anh em đã bỏ chút thời gian xem video của mình. Chúc anh em có một ngày tốt lành và đừng quên để lại một like và đăng ký ủng hộ mình nha anh em ơi. Và comment xuống dưới, comment gì cũng được, ý tưởng cũng được, dấu chấm cũng được nha anh em ơi. Và đừng quên bấm chuông nữa nha. Cảm ơn anh em rất nhiều.